Nhân xin chào cả nhà nhé. Hiện tại là Nhân đang đứng trước cổng của khu đô thị Phúc An. Thì trước mắt của cả nhà mình là đường tỉnh lộ 9. Thì cái hướng này là mình sẽ chạy về thị trấn Đức Hòa hoặc về các tỉnh miền Tây, hướng ngược lại là về thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước cổng Phúc An mình có một cái siêu thị điện máy xanh ha. Rồi bây giờ thì Nhân sẽ chạy vào trong để dẫn cả nhà mình tham quan khu đô thị Phúc An. Cái khu bên đây là đợt 1. Thì tổng cái khu này là nó hiện tại là 150 hecta. Bên đợt 1 là nó 42 hecta. Thì bên đây là bao gồm nhà phố với lại chung cư. Thì bên đây là đang mở bán biệt thự mini, diện tích là ngang 6 dài 15. Thì một lát là Nhân sẽ chạy qua bên kia để cho cả nhà mình cùng tham quan khu biệt thự nha. Bên đây là tổng công ty. Còn ở trước mắt của mình là 8 lóc chung cư. Chung cư thấp tầng thì nó có 4 tầng nha cả nhà. Thì chung cư thấp tầng này thì tổng cộng là nó có 800 căn. Và cái giá của nó là rơi vào tầm khoảng, lúc mới đầu mở bán thì nó chỉ có mấy trăm một căn thôi. Ví dụ như lầu 1 thì 300 mấy, lầu 2 thì nó còn 200 mấy, lầu 3 thì giảm xuống từ từ, lầu 4, lầu 4, lầu cuối cùng là 198 triệu một căn. Diện tích thì 35 mét vuông, có một cái gác nữa. Thì bên đó là qua Tết Tây, có anh Nhân xin lỗi, qua Tết Ta là phía chủ đầu tư sẽ giao nhà. Còn phía trong đây là nhà phố. Nhà phố thì có diện tích là ngang 515, 517 và 520. Thì tất cả đều là một trệt hai lầu hết nha cả nhà. Thì lúc trước mà đầu tiên là công ty mở bán thì nó cũng rẻ thôi, nó khoảng tỷ 2, tỷ 3 căn. Còn những căn mặt tiền thì khoảng tỷ 8, tỷ 9. Bây giờ những cái căn mặt tiền thì nó lên gấp đôi hết rồi, khoảng 3 tỷ 4, 3 tỷ rưỡi. Và tất cả những cái nhà ở trong đây đều giao nhà thô hết. Nếu như khách hàng mình về ở thì mình sẽ tự hoàn thiện. Bây giờ ở đây thì cái mặt tiền thì dân về ở khá đông và hầu như là nhà nào ở cũng đều kinh doanh hết. Và kinh doanh đang rất là tốt nha cả nhà. Hiện tại thì trong vòng 1,5 năm thì bên phía chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh Group thì cũng đã mở bán được tổng cộng là 42 hecta và tiếp tục là mở thêm 20 hecta biệt thự bao gồm khoảng 500 căn. Thì bây giờ là nếu như cả nhà mình mua bên nhà phố Phúc An thì bắt buộc 100% mình phải mua lại, giao dịch lại. Thì Nhân sẽ nói cái giá cho cả nhà mình tham khảo để mình mua thì nó không có bị hớ giá. Thì ở đây là diện tích 515 thì nó khoảng 1 tỷ 7 rưỡi cho tới 1 tỷ 8 một căn, nó tùy cái vị trí. Và 517, 520 thì sẽ cao hơn. 520 thì cái giá bây giờ nó khoảng 2 tỷ rưỡi một căn. Ở đây thì hạ tầng là đã hoàn thiện hết rồi. Và phía công ty đang chuẩn bị làm những cái công viên tiện ích cho mình. Ở đây những cái căn nhà ví dụ như ngang 5 và 15 á, thì cả nhà mình sẽ hoàn thiện với cái giá nó rơi vào tầm khoảng trung bình nhất là khoảng 250 triệu cho tới 300. Còn nếu như mình làm những cái nội thất nó cao cấp hơn, chẳng hạn như mình làm bằng gỗ hoặc là mình làm inox này kia đó, thì sẽ cộng thêm cái số tiền nó vào. Thì nếu như mình muốn đẹp là rơi vào tầm khoảng 500 triệu là đẹp. Còn nếu mà đẳng cấp hơn thì nó có thể lên tới vài tỷ. Đó là tùy cả nhà mình lựa chọn nha. Ở đây nha, công viên rất là đẹp. Còn bên đây là một cái trục đường, nó cũng là một cái trục đường chính và nó sẽ có hai làn đường giống như là cái đường cổng chính.
Ở đây thì bên phía chủ đầu tư cũng đang gấp rút là làm cái đường bên đây là nó bằng, nó đường hai chiều bằng cái đường trục chính hồi nãy nhân chạy đó, và chuẩn bị là mở bán tiếp tục những cái lốc nhà phố ở bên đây. Bây giờ thì cả nhà mình thấy trong đây là phải nói rất là đẹp rồi, so với 150 trước là nó giống như là một không thể nào tả nổi, nó là một bãi đất trống thôi, nó chả có gì. Bây giờ quá tuyệt vời rồi, và làm luôn những cái công viên như thế này thì không thể nào diễn tả được. Cho nên là cái giá nó lên thì cái điều đó là điều chắc chắn rồi. À, như cả nhà mình thấy rất là đẹp. Ở đây thì phía chủ đầu tư làm cái vỉa hè cho mình rất là lớn, cái vỉa hè tới 6 mét lận, hai bên vỉa hè là 12 mét rồi, lòng đường 10 mét nữa là cái đường mà tính ra là 22 mét. Thì Nhân cũng chạy một vòng nhỏ cho cả nhà mình tham khảo thôi. Và bây giờ thì Nhân sẽ chạy qua bên cái phía biệt thự là bên công ty đang mở bán, rồi Nhân sẽ giới thiệu cặn kẽ hơn cho cả nhà mình biết thêm chi tiết. Ở đây thì những cái lô gốc là bên những cái khách hàng người ta đầu tư rất là tốt, quán cà phê, quán ăn rồi này kia đó. Rồi bây giờ Nhân chạy ngược qua bên cái phía biệt thự Phúc An cho cả nhà mình xem nha. Tại bây giờ là Nhân đang đứng ở tỉnh lộ 9 luôn nha cả nhà. Mình nhìn thẳng về phía bên kia là mình thấy cái cầu T là 9, hoặc là kêu bằng cầu nhỏ đó, là T là 9, tức là viết tắt của tỉnh lộ 9. Thì Nhân đang đứng ở đây là khu tái định cư Xuyên Á của khu công nghiệp Xuyên Á ngày xưa đó. Nó như cả nhà mình thấy á, là cái bảng là chợ Xuyên Á nè. Thì cái khu Xuyên Á này ngày xưa là nó là cái khu tái định cư của khu công nghiệp Xuyên Á, thì và bên phía chủ đầu tư đó họ mới làm khu tái định cư ở đây để cho dân. Thì thời điểm đó thì phải nói là ở đây là chợ Xuyên Á nha cả nhà, nó chưa có hoạt động. Thì ngày xưa là nếu mà nói về cái khu này thì nó cách đây khoảng 10 năm rồi, và cái giá thời điểm đó, ví dụ như những cái lô mà ngang 4 và 16 này kia đó, thì nó khoảng mấy chục triệu lô thôi, 60 triệu, 80 triệu lô thôi tùy vị trí. Còn bây giờ thì nếu mình tính mét vuông đi, cái khu này bây giờ nó trên 20 triệu một mét vuông hết rồi, mặc dù là nó chưa có sổ. Thì không cần nói xa lắm, cách đây khoảng chừng một năm thôi là cái khu này là giống như là, nói chung là chưa có một người nào ở hết, và đường xá nó rất là xấu, rất là ghê. Nhưng mà bây giờ thì quá tuyệt vời rồi, cho nên là cái giá nó đẩy lên một cái là rất là đột ngột. Thì thời điểm đó ai mà gan người ta mua ở đây bây giờ nó trúng lớn. Thì thời điểm đó là có một cái công ty là nó mua lại hay là nó làm sao nó môi giới hay sao nó nhân không rõ lắm, nhưng mà nó bán ở đây thì với cái giá là từ 8 cho tới 10 triệu mét vuông. Thì trong vòng chưa tới một năm nữa này, bây giờ là nó đã lên tới 20 triệu, trên 20 triệu một mét vuông rồi. Và bây giờ thì cả nhà mình thấy dân ở cũng rất là đông. Thì từ ngoài đó là mình chạy thẳng vào đây, mình chạy hết đường là mình sẽ gặp cái khu biệt thự của Phúc An. Và Nhân cũng chia sẻ cho cả nhà mình một cái thông tin. Là khu Phúc An, nếu mà nói chính xác á, thì chủ đầu tư lấy rất là nhiều đất, thu được rất là nhiều đất rồi. Nhưng mà để mà làm hết thì không biết tới khi nào mới xong. Cho nên là đây là cũng là một trong những cái đợt đầu cả nhà mình mua đầu tư. Thì sau này khi mà nó sẽ hoành tráng lên á, thì lúc đó là cái mức độ sinh lời mình nó sẽ rất là kinh khủng. Cái khu Phúc An này là có thể là nói là nó so sánh là ngang cái thằng Vinh City của quận 9. Bởi vì mình tính tổng hết thì bên phía chủ đầu tư bây giờ là lấy được khoảng 300 hectare rồi. Nhưng mà thực tế mà đã chính xác là đã lấy được là khoảng 150 hecta là chính xác nhất. Và mình tính cộng dồn của thằng
đặt một bên cái phía cổng Phúc An đó, với lại cái khu biệt thự này, thì bây giờ nó cũng rơi vào tầm trên 60 hecta rồi, tức là nó gần được phân nửa của tổng khu. Cái đường nhận đang đi là đường Hà Duy Phiên nha cả nhà. Thì mình ở ngoài đầu đường ngoài kia là nó có một cái bệnh viện Xuyên Á, và bệnh viện Xuyên Á là một trong những cái bệnh viện ở Long An, ở Đức Hòa Long An mà có kết hợp với xe cấp cứu 115. Nó như cả nhà mình thấy rất là rộng ha. Nhưng mà để bán thì bên phía nhân là chưa có thông tin. Tất cả đất ở đây là công ty đã thu hết rồi nè. Thì từ ở phía bên đây là nó nối dài qua tới cái mốc mà cái đích cuối cùng của cái khu Phúc An bên kia. Rồi bây giờ Nhân sẽ dẫn cả nhà mình vào nha. Nhân đeo thẻ rồi Nhân sẽ dẫn cả nhà mình vào. Bây giờ thì Nhân vô được bên trong rồi, nhưng mà quay phim chụp hình thì bên bảo vệ không có cho nên là Nhân lén lén là Nhân đứng ở đây Nhân quay cho cả nhà mình xem. Mình thấy mức độ hoành tráng của nó là không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Nó như cả nhà mình thấy phía xa tuốt ngoài kia đó là đã san lấp mặt bằng hết rồi. Và ở đây nó có một cái hồ sinh thái này, sau này công ty sẽ cải tạo lại cho mình luôn. Còn mình nhìn xa xa bên kia, tại có anh bảo vệ anh đứng bên kia nên Nhân không có dám chỉ tay. Thì nhìn xa tuốt bên kia luôn đó, là nó sẽ giáp với lại cái khu mà cái đích của Phúc An nãy Nhân chạy bên kia. Rất là kinh khủng nha cả nhà. Thì mình thấy như vậy thôi là nó đã trên 200 hecta rồi, chứ không phải là 150 nữa. Nhưng mà cái thông tin chính xác thì bên chủ đầu tư đã lấy được 150 hecta. Đó, như cả nhà mình thấy biệt thự đang đóng cọc. Một phần thì đang đóng cọc, một phần thì đã đổ cột rồi, và một phần thì đã lên tới tầng 2. Thì như Nhân nói lúc nãy là biệt thự của mình sẽ là một trệt 2 lầu, diện tích ngang 6 và 15. Và bên đây thì cái giá nó rơi vào, nếu mình mua nhà thô là 2 tỷ rưỡi một căn, còn nếu như mình mua nhà hoàn thiện là 3 tỷ một căn nha cả nhà. Mình sẽ trả góp là 50%, còn 50% mình sẽ chia đều cho 12 tháng, mình góp không lãi suất. Rồi bây giờ Nhân sẽ chạy dài dài qua bên kia, Nhân quay lén lén cho cả nhà mình cùng xem nha. Bây giờ Nhân ở đang cái rong, Nhân chạy ra cho cả nhà mình nha. Thì phải nói là quá kinh khủng rồi. Thì đợt đầu tiên là công ty mở bán 150 căn, và bây giờ thì cũng đã bán được khoảng trên 50 căn rồi. Và cái khu này là bên phía công ty là chỉ cho cả nhà mình đi tham quan vào ngày thứ năm và chủ nhật thôi, còn tất cả những ngày trong tuần thì công ty sẽ đóng cửa cổng không cho vào đây. Thì Nhân chỉ được chạy ngoài đường lớn thôi nha cả nhà, được trục chính thôi, còn phía trong thì mấy anh bảo vệ không cho vào. Rồi bây giờ thì Nhân sẽ xin kết thúc video, và cả nhà mình hãy là nhớ nhấn nút đăng ký kênh của Nhân nha, để có thể là xem được tất cả những video sau nữa. Nhân sẽ thông tin về cái khu biệt thự này cho cả nhà mình. Thì cái khu này là nếu như những cái khách hàng mà ở nước ngoài đó, mình về đây mình mua nghỉ dưỡng là rất là tuyệt vời. Bởi vì ngoài đầu đường thì có chợ, có bệnh viện này kia. Ví dụ như mình lớn tuổi, mình có khám bệnh định kỳ đó, mình chạy ngoài kia mình khám, rất là tuyệt vời luôn, không còn gì hơn bàn cãi. Và cái giá nó rất là vừa phải, 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ một căn. Mà ở một trong cái khu biệt thự đẳng cấp như thế này thì không còn gì bàn rồi. Và cả nhà mình hãy xuống cái phần mô tả đó, Nhân sẽ bỏ cái link cái trang web của Nhân đó. Hoặc là cả nhà mình cứ gõ trên Google là nguyentrungnhan.com.vn là cái trang web bán hàng chính thức của Nhân đó. Nó sẽ có tất cả những cái thông tin về cái dự án Phúc An này và những cái dự án khác Nhân đang bán. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng video sau. Nhân rất cảm ơn cả nhà mình đã xem video của Nhân nha. Rồi Nhân xin chào.